Thì cái thông tin kế tiếp là một thông tin mà dành cho những bạn nào mà đang lưu trữ đồng XRP Tại vì thông biết là còn rất nhiều bạn rất tin tưởng về cái đồng XRP này Thì các bạn thấy là thông tin mới nhất được chia sẻ là đây là bài viết kinh Decrypt nói là Công ty Ripple mặc dù là đang bị kiện bởi SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà từ lúc mà cái thông tin là công ty Ripple bị kiện cho tới bây giờ đó thì công ty Ripple đã có thêm 15 khách hàng mới dựa theo cái thông tin được chia sẻ bởi CEO Brad Garlinghouse thì các bạn thấy được là công ty Ripple nói là rất là lạc quan về cái tình hiện tại của công ty Ripple và cũng nói luôn là công ty Ripple có rất nhiều khách hàng có thể nói là trong năm 2020 đó thì những khách hàng mà bắt đầu sử dụng công ty Ripple đã tăng lên 80% và những cái giao dịch mà được sử dụng thông qua hệ thống của Ripple đã tăng lên 1.700% và công ty Ripple không chỉ là khó thêm khách hàng mà trong thời gian qua vẫn tiếp tục là mướn thêm người đến từ những công ty lớn như là Apple, PayPal Amazon, Tesla, Twitter vân vân. Có nghĩa là công ty Ripple bây giờ vẫn tiếp tục rất lạc quan về tương lai và Brad Chalham House cũng đã nói là SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ có một cái chủ tịch mới và ông ta hy vọng là có thể làm việc với lại cái chính quyền mới một cách hiệu quả hơn. Các bạn cũng đã biết là chủ tịch cũ của SEC đó chính là Jay Clayton thì đã rời khỏi vị trí của mình. Và nói tới cái chuyện thư kiện của công ty Ripple đó thì các bạn cũng đã biết là cái ngày mà sẽ ra tòa dù bạn hỏi thử ngày ra tòa là ngày nào Ngày đầu tiên ra tòa nghĩa là sơ thẩm đó, Là ngày 22 tháng 2 Năm 2021 này Có nghĩa là chúng ta còn thời gian Là khoảng chừng một tháng nữa hôm nay Đã là ngày 27 tây rồi ở Hoa Kỳ Và các bạn thấy được là cái ngày 22 tây tháng 2 này sẽ là ngày ra tòa đầu tiên Nhưng mà sẽ ra tòa thông qua Video call như là thông qua Trực tuyến tuy nhiên bây giờ là tình hình Là đại dịch cho nên sẽ không đến tòa trực tiếp Và cái phiên tòa này sẽ được diễn ra bởi tòa án phía nam của New York và chúng ta hãy chờ đợi cơ quan ngày 22 tây chuyện gì xảy ra nhưng mà nhiều bạn nó thì nghĩ là chúng ta sẽ biết kết quả vào ngày 22 tây nhưng mà thật ra đây chỉ là sơ thẩm mà thôi những cái vụ kiện này của SEC để có thể tốn nhiều tháng các bạn nhìn lại những vụ kiện của SEC đối với những công ty như là công ty Kick đi thì các bạn thấy này, những cái sự kiện này kéo dài có thể nhiều tháng thậm chí nhiều người nói có thể tốn hơn một năm thì mới có thể là xong cái vụ kiện này chúng ta thật ra ngày 22 tây chỉ biết những cái thông tin sơ bộ mà thôi có thể là cuối cùng thì công ty Ripple lại phải nạp thêm giấy tờ để cho được tiếp tục xem xét về cái vụ kiện này Có thể là như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết được là ngày 22 tây chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng mà nếu mà các bạn đang trong chờ kết quả thì chúng ta sẽ chưa có kết quả bây giờ. Chúng ta phải chờ thêm thời gian nữa Và một điều rất đặc biệt đó mà Coindesk chia sẻ trong bài viết này mà thường không nghĩ đến Đây là lần đầu tiên mà SEC đưa ra một đơn kiện và ra tò với một công ty mà có blockchain riêng. Các bạn cũng nên nhớ là trước đây đó thì có rất nhiều những cái token nằm trên mạng lưới của Ethereum đã bị kiện bởi SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Những cái đồng như chúng ta đã nói tới là đồng EOS trước đây cũng nằm trên mạng lưới của Ethereum hay là chúng ta nói tới đồng Kik vân vân. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà không phải là một token bị kiện, có nghĩa là token là chạy trên một mạng lưới mà có sẵn như là các bạn thấy được là những cái đồng như là Uniswap đi thì chạy trên mạng lưới của Ethereum chứ không có blockchain riêng. Đây là lần đầu tiên mà SEC kiện là tòa một công ty mà có blockchain riêng cho nên chúng ta thấy là cũng như là những cái đợt trước đây bị kiện nhưng mà đợt này khác ở chỗ là chúng ta không biết là khi mà cái thử thách how We test được áp dụng đối với công ty Ripple này coi coi là đồng XRP có phải là một chứng khoán hay không thì có hiệu lực như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng mà đây là thông tin mới nhất liên quan tới XRP mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ nói thêm một số những cái thông tin ngày hôm nay Sau đó Thuận sẽ chia sẻ một số những cái cách nhìn cá nhân của Thuận về tình hình thời điểm hiện bây giờ Và trả lời một số còn của các bạn Sau đó chúng ta sẽ nói về cái đề tài mà Thuận cảm thấy là rất là thú vị Đề tài mà gây ra rất nhiều cái sự tranh cãi hiện bây giờ trên thị trường tài chính Đó chính là đề tài liên quan tới GameStop Và bây giờ là nhảy qua bên AMC nhưng mà chúng ta sẽ nói tới cái đề tài này một lát nữa Chúng ta bây giờ nhìn vào một thông tin mới vừa được chia sẻ Đây là thông tin được chia sẻ bởi YouTube Day Thì trên mình các bạn đó, đây chính là CEO của công ty đầu tư rất nổi tiếng Đó chính là công ty đầu tư BlackRock, Lauren Finn Lauren Finn là CEO của công ty này Và đây là công ty nổi tiếng và bây giờ đang quản lý rất là nhiều tiền Các bạn thấy đưa công ty này quản lý tới 7,81 nghìn tỷ đô la là một công ty cực kỳ lớn các bạn thấy được chúng ta so sánh với những công ty trong thị trường crypto này công ty Rayscale đã là một công ty lớn rồi nhưng mà công ty Rayscale các bạn thấy được là cái số tiền mà quản lý đó chỉ có là 26 tỷ mà thôi trong khi công ty BlackRock quản lý lên tới 7,81 nghìn tỷ là một công ty rất có tầm cỡ và ở trên đài Bloomberg Live thì CEO công ty BlackRock đã chia sẻ là hiện bây giờ có rất nhiều những đài truyền hình không chỉ riêng là Bloomberg mà ngay cả CNBC đang nói rất nhiều về Bitcoin khiến cho càng ngày càng nhiều người có thú hơn về Bitcoin và không giống như là vàng bây giờ Bitcoin đã được bàn tới rất là nhiều và ngay cả CEO của công ty BlackRock cũng rất là có thú để mà tìm hiểu thêm cũng như là cảm thấy rất là thú vị là rất nhiều đài truyền hình bây giờ đều có cùng một suy nghĩ đó chính là tương lai của Bitcoin rất là tốt và đối với lại CEO của BlackRock đó thì trường Bitcoin bây giờ vẫn còn rất là nhỏ và ông ta nói là Bitcoin thì có thể trở thành một cái tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà một vấn đề lớn nhất bây giờ đối với lại Larry Fink đó chính là cái sự dao động giá quá mạnh đương nhiên đây là một thị trường nhỏ thì một nguồn tiền nhỏ hơn có thể làm cho giá cả giai đoạn nước mạnh và hàng ngày chúng mình thấy là bitcoin lên xuống 10% là một điều mà chúng ta thấy thường xuyên và thật sự mà nói là chúng ta nói như vậy thì cũng không có đúng tại vì chúng ta bây giờ nhìn vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đi thì có rất nhiều những cái chứng khoán bây giờ là di chuyển rất là nhiều tại vì sao tại vì hiện bây giờ thì càng ngày lại càng có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ ở trên thị trường chứng khoán của hoa kỳ khiến cho là các cổ phiếu dao động rất là nhiều và bitcoin bây giờ đó là một thị trường rất là nhỏ cho nên số tiền đưa vào hay rút ra mà là có số tiền là tương đối là trung bình thì có thể là dẫn đến giá cả dao động rất là mạnh cho nên về cái việc là bitcoin có phải là một tài sản lưu trữ giá trị không thì leo phim nói là có thể nhưng mà vấn đề bây giờ là giá cao dầu động quá mạnh nhưng mà ông ta tin tưởng là sẽ có một cái gì đó trở thành một tài sản lưu trữ giá trị trên thế giới nhưng mà cái đó có phải là bitcoin hay không thì ông ta không dám chắc nhưng mà cái mà lê phi muốn nói là sẽ có gì đó thay thế thế giới để trở thành một cái tài sản lưu trữ giá trị thì đây là một cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó. khi chúng ta nói tới bitcoin nó dao động mạnh thì đây điều đương nhiên đây cũng là lý do tại sao mà có rất nhiều người thích thị trường này tại vì dao động mạnh thì đương nhiên sẽ làm cho những nhà trader rất, rất hứng thú đây cũng là lý do tại sao mà thu mời các bạn tham gia vào thị trường này tại vì thị trường vẫn còn rất là nhỏ cho nên cái cơ hội lợi nhuận rất là cao các bạn thấy trong thời gian chỉ có hai tháng qua thôi các bạn cũng đã thấy là cái phần trăm lợi nhuận nhiều đến như thế nào cho nên đây là một thị trường rất đặc biệt rất là nhỏ và rất là mới cho nên thu hút được rất nhiều những người mới tham gia vào và về việc là Bitcoin có phải là lưu trữ giá trị hay không Thì mình nghĩ là câu hỏi là các bạn muốn lưu trữ giá trị bao nhiêu lâu Các bạn thấy được là lưu trữ giá trị đã không nghĩa là cái vật đó không thể di chuyển Các bạn thấy bây giờ vàng là một trong những cái tài sản mà nhiều người cho là lưu trữ giá trị lâu dài Nhưng mà các bạn nhìn vào giá vàng đi Giá vàng vẫn dao động hàng ngày và chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn thì Chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn như là 10 năm thì giá vàng dao động rất là lớn Trong vòng 10 năm qua Tuy là hàng ngày các bạn không thấy dao động nhiều nhưng mà tính theo thời gian dài hạn, trong vòng 10 năm qua các bạn thấy được là giá vàng dao động như thế nào. Sau khi mà tăng trưởng mạnh của năm 2012 11 đó thì lại đi cho xuống và đi hàng ngang rất là lâu. Sau đó mãi cho đến năm rồi mới phá đỉnh cũ và lập đỉnh mới. Các bạn thấy được là phần trăm tăng trưởng thị trường vàng trong thời gian dài hạn cũng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn đó thì cái lúc mà các bạn để tài sản của mình vào, cái lúc mà các bạn lấy tài sản của mình ra đó thì trừ ra cái phần trăm lạm phát bây giờ thì tiền các bạn, tài sản các bạn có còn có giá trị hay không? Thì tôi nghĩ là Bitcoin đã chứng minh được điều này nếu chúng ta có thời gian nhìn dài hạn hơn. Bitcoin đương nhiên chỉ có 12 năm thôi, các bạn không thể nào mà nhìn uh, thời gian 2 30 năm được. Nhưng mà nếu như các bạn đầu tư bất cứ 5 năm nào, bất cứ 5 năm nào thì các bạn đều có thể rút ra cái số tiền khi mà rút ra đó trừ ra cái phần trăm lạm phát các bạn vẫn còn Lời rất là nhiều Có nghĩa là các bạn đã đảm bảo được tài sản giá trị của mình Cho nên đây mới gọi là một cái tài sản lưu trữ giá trị Thì đây là một điều mà mình thường muốn chia sẻ với bạn một cách nhìn khác Tại vì nhiều người nhanh chóng chỉ được là Bitcoin một ngày Thì lên trăm một ngày thì xuống 20% à, Một tháng thì lên 30% một tháng thì xuống 45% Thì làm sao mà lưu trữ giá trị lâu dài được Cái đó là tại vì các bạn nhìn vào thời gian quá ngắn hạn Các bạn nhìn bất cứ 5 năm nào của Bitcoin Thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm tăng trưởng rất là tốt Chúng ta bây giờ nói tới một cái thông tin khác Đây là thông tin liên quan tới một những người mà gần đây Đã lấy hầu như là gần hết tài sản của mình để mà đầu tư vào Bitcoin và Ethereum Đó chính là Rao Paul Rao Paul là co-founder, người sáng lập ra uh, revolution Và trước đây đó là người mà đứng đầu Cái việc mà buôn bán hedge fund của Goldman Sachs ở châu Âu Và gần đây Rao Paul đã rất là chú tâm vào trong thị trường crypto này Và Rao Paul vẫn tiếp tục giữ vững cái lòng tin của mình là Bitcoin sẽ nhanh chóng đến cái mức là 50.000 đô và ngay cả các bạn thấy được là Bloomberg cũng có cái sự nhận định tương tự thôi để chia sẻ với các bạn về cái bài uh, nghiên cứu bên Bloomberg nghĩ là Bitcoin sẽ đến cái mức 50.000 đô trong năm nay thì các bạn thấy được đó là một trong những điều mà khiến cho Raul Paul nghĩ là chúng ta sẽ đến được mức 50.000 đô năm nay đó chính là liên quan tới một số những sự kiện các bạn cũng đã biết là liên quan đến à, phần lớn là lạm phát và bây giờ chúng ta thấy được là ở hoa kỳ thì bây bạn rồi chúng ta có tổng thống Joe Biden là của Đảng dân chủ, thư viện hạ viện là phần lớn được kiểm soát bởi Đảng dân chủ thì người ta gọi đây là một cái làn sóng xanh, có nghĩa là chúng ta thấy là những cái chiến lược của Đảng dân chủ thì có cơ hội cao là sẽ được thành công. Trong đó đương nhiên là có những cái sự kiện có thể dẫn đến sự in tiền rất là nhiều và chúng ta nói tới một trong những cái sự kiện đó đó chính là cái sự kiện liên quan đến cái gói hỗ trợ kế tiếp. Cái hỗ trợ 1,9 nghìn tỷ được đề xuất bởi Tổng thống Joe Biden thì các bạn thấy được đó, đạt cái hỗ trợ này bây giờ nhiều người vẫn tin là cơ hội được thông qua rất là nhiều với cái sự kiểm soát của đảng Dân Chủ hiện bây giờ. Và đương nhiên điều này sẽ là một trong những cái sự kiện thúc đẩy cái sự tăng trưởng không chỉ riêng là ở cái thị trường crypto mà ngay cả ở cái thị trường tài chính nói chung. Và chúng ta thấy được là trong cái gói một và 9 nghìn tỷ này sẽ có cái số lượng tiền để hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ cũng như là để hỗ trợ những người mà thất nghiệp và có 1.400 đô gửi đến cho người dân của Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện mà sẽ dẫn đến lạm phát sau này. Thật ra mà nói là bây giờ đó người ta nói là ở Hoa Kỳ có rất là nhiều những cái người mà muốn sử dụng tiền, họ muốn ra ngoài, họ muốn đi ăn, đi uống, họ muốn đi vui chơi nhưng mà vì dịch bệnh cho nên họ phải ở nhà và bây giờ có rất nhiều người chỉ cần là một chuyện trở lên như bình thường thì họ sẽ bắt đầu là ra ngoài mua sắm và cái số tiền mà họ nhận được trong thời gần đây đó thì sẽ dẫn đến rất là nhiều cái nguồn cầu mà không có nhiều nơi cung cấp những dịch vụ và những cái giao dịch thì sẽ dẫn đến là hàng hóa giá cả sẽ tăng lên và các bạn thấy được là những nơi nào mà người ta đi đông bây giờ như là ở chợ đi thì thực sự nói đây các bạn đi chợ Hoa Kỳ cũng đã biết là trong vòng thời gian chỉ một năm qua thôi thì các bạn đi chợ cũng đã thấy được là phần trăm lạm phát tăng như thế nào thì đây là một trong những cái điều sẽ khiến cho giá cả bịch không tăng lên và ngay cả những cái tài sản khác cũng sẽ tăng theo tại vì tiền sẽ bị mất giá. Và ngoại trừ điều đó ra, thì các bạn cũng đang thấy là Janet Yellen nói là sẽ làm việc gắn bó với lại Fed, cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Thì Janet Yellen chúng ta cũng nói tới rất là nhiều. Đây chính là Bộ trưởng của bộ tài chính mới của Hoa Kỳ và challengerlin nói là sẽ có những cái luật liên quan đến thì crypto nhưng mà sẽ có hiệu quả hơn, có nghĩa là bà ta không có ý định là cấm hay là những cái luật nào đã quá là quá giao chỉ là muốn quản lý tốt hơn mà thôi. Thì Mike McClone cũng như là Michael Strategy, uh, Michael Sailor thì cũng đã nói là khi chúng ta có luật liên quan đến crypto đó thì đây không phải là một điều gì xấu hết. Có nếu chúng ta thấy là cái luật mà hợp lý thì sẽ khiến cho thị trường này trưởng thành hơn, khiến cho nhiều nhà đầu tư có cái lòng an tâm hơn đối với thị trường này thì sẽ thu hút thêm nhiều những nhà đầu tư mới tham gia vào cho nên luật không hẳn là xấu quan trọng là luật như thế nào mà thôi nhưng mà đây là thông tin mà thủ mang đến cho các bạn đó chính là Rao Paul vẫn tiếp tục giữ cái nhận định của mình là trong dòng thời gian rất ngắn các bạn thấy được trong tháng 3 của năm 2021 này giá Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 50.000 đô Bloomberg, nhà báo Bloomberg thì nói là chúng ta sẽ đạt được cái mức 50.000 đô từ đây cho đến cuối năm, đây là cái thông tin mà thùng muốn mang đến cho các bạn.